Rồi, chào các bạn nha. Thật là một tai hại các bạn. Sau trận bão ngày hôm qua các bạn không có kiểm tra hồ này nọ. Tại vì tối trời bão mà. Thì sáng nay ra thăm thì ba con trống nó nhảy ra nó mất tiêu rồi các bạn. Cái hồ này nó bị tràn. Bị tràn, ba con trống nhảy ra mất tiêu, còn hai con rồi. Rồi đồng thời cái hồ cá con bên kia là nó chết, còn có 5 con các bạn. Mình đổ cái nước nó đi, mình vớt 5 con nó ra. Bỏ qua đây. Chết 5 con ha các bạn ha. Ê, chết hết còn 5 con. 5 con thì mới vớt ra, chắc còn 3 con sống. Hai con kia cũng đang lờ đờ cũng vớt đi rồi. Thiệt là tai hại luôn các bạn. Hồ này ba con trống lên đầu đẹp lắm mà mất tiêu hết rồi, chán ghê vậy. Hồ này thì cá con cũng còn nhiều nhưng mà mình bỏ thêm ba con cá con vô đây cho nó sống chung, cho nó dễ sống các bạn, vì thấy nó dễ chết quá. Trời mưa bão nè, cá con là chết liên tục lần quần quá trời. Mình vớt ra cho cá bố mẹ nó ăn các bạn. Đó, nó ăn thấy không, nhìn đã không, nhiều lắm, long quăng quá trời luôn. Chỗ nào có nước là có long quăng, mà gặp trời mưa nó long quăng nó dễ sống. Để cho các bạn xem. Cá bố mẹ nó ăn lăng quăng dữ dằn luôn, rất là tiếc là ba con cá trống nó lên đầu đẹp luôn. Nuôi cực khổ lắm các bạn, nuôi phải hơn 3 tháng, ít nhất là 3 tháng một tuần lễ thì mới lên giống được, mới lên được cái đàn cá bố mẹ như thế này các bạn, mà nó nhảy ra mất ba con trống mà. Thiệt là nhiều khi cũng quải. Hồ này thì các con sáng ra thì cũng có mấy con lên đường, hồ này thì còn 5 con các bạn. Đó, trời mưa là ảnh hưởng rất là nặng nề luôn. Bây giờ làm sao được, mình nuôi ngoài trời mà mình đâu có mái che gì đâu, mình che tạm bợ bằng mấy cái nắp mốt thôi. Cá con quá trời luôn, còn quá trời luôn. Rồi, thôi chào các bạn nha. Cập nhật vậy thôi.